Uyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Hôm nay thì Uyên mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn trưa với gia đình Uyên nha. Đây là cái món chè đậu xanh Uyên nấu với đường thốt lốt. Thì trong đây có để một chút nữa Uyên để thêm là nha đam và cái thạch rau câu. Món chính hôm nay của gia đình Uyên là nấm đông cô kho tiêu. Thì cái nấm đông cô này thì Uyên là ngâm với rửa sạch đồ luộc sơ cả nhà. Và Uyên mới trộn đường với tí muối để cho thấm, xong xào với tỏi này cho thơm. Thì khi mà nó đã thấm vàng rồi thì mình sẽ cho nước sốt sau. Còn đây là cơm nguội, rồi Uyên thèm cơm cháy đó, Uyên ăn với nấm đông cô này. Rồi Uyên thèm món này lắm luôn á. Giờ nó vàng rồi thì Uyên chỉ cho nước sốt thôi. Nước sốt này thì có tương ớt, dầu hào và một ít nước tương nhạt. Tùy theo khẩu vị của cả nhà, Uyên ăn thì nó hơi nhạt nha. Uyên ăn để Uyên chủ yếu ăn nấm thôi. Món này Uyên nghiện lắm cả nhà ơi, ăn hao cơm lắm đó. Do đó thì Uyên ăn cơm cháy cho đỡ hao cơm. So vietnamesische Tracht, ja? Mir kommt der Dame vorher und sehen das, passt und sehen das. Ach so. Gefällt dir? Ja, sehr schön, ne? Ja. Ja, sieht lustig. Lustig? Lustig, super. Ne? Passt. Lầu nhớ cao bà lấy ra mặt. Fast wie in Vietnam, ne? Mặt cái thấy thoải mái trong người. Salat, ich muss dich. Oh, danke. Ein paar Pilze probiere ich noch. Ich fange schon an. Ja. Mình nhà mình thời gian này Uyên ăn xà lách nhiều lắm, ăn độn á, ăn rau trước khi ăn cơm. Có cái chén xà lách mình đâu. Có bữa nay xà lách là trộn với giá nè. Xà lách dưa leo rồi cà chua trộn với dầu giấm. Uyên trộn kiểu Uyên thích ăn kiểu Đà Lạt trộn á, dầu giấm chanh. Có Uyên có làm hành phi đây nè, nên ăn thơm lắm. Không biết sao mình mê Đà Lạt chứ không biết. Ông xã Uyên nồi ăn nấm không cô kho nước tương. Cái này Uyên kho nước tương với mấy ăn chay. YouTube biết. Ja, mach hier auch gern. Danke schön. Das sind Pilze, ne? Pilze. Pilze. Này rửa kỹ, làm kỹ lắm. Bớt xả, luộc kỹ lắm mới làm mới ngon. Schön würzig die Pilze. Mấy cút đấy. Không cơm cháy. Cơm mình cơm nguội rồi. Cái tự nhiên thôi, cơm nguội hâm rồi ăn gì, ăn cơm cháy luôn thành cái món mới. Gái mình Lia nó thích ăn này. Rất ngon. Cái hình rất ngon. Rất tuyệt. Đi hấp snail rồi mắc thuốc mà. Du kannst es ja die was die Deutsche nicht essen dann weil da so wie die junge Menschen fast nicht wie die Deutsche macht nicht zum Essen was machst du nicht? Hau nicht, trocknen nicht, fett nicht. Na ich nicht, ja die meisten Deutschen ja, aber ich mag kein fettes Fleisch, keine Haut vom Hähnchen, so wappnig und nicht schön. Schön knusprig ist, vom Grillen schön knusprig ist, dann esse ich sie auch. Ah ja, ich verstehe. Aber so wapplig, so weich mache ich dann nicht. Was ist ja. Wapplig, was ist das? Wapplig, wapplig, so wapplig, so. Das erklären jetzt. Zum Beispiel was? Fest und knusprig, aber so weich, so wapplig. Nee, machst du nicht? Ah, ja. Wie Hafer kocht nur Wasser, oder stimmt? Ja, dann schmeckt's nicht, nee. Tại vì có một số em hỏi chị mấy người Tây rồi ăn uống gì sao, tại vì là em nó không có mối quan hệ gì bên đây nên em nó hỏi lo lắng. Ở phương người Đức á, thì theo theo
Theo Quyên á thì đơn giản cái cơ bản là họ không ăn cho đồ béo như là mỡ gà, thịt mỡ rồi đó họ không ăn phần lớn thôi chứ không phải là không phải ai cũng vậy. Ngoài da gà, da heo nói chung da không ăn, cái đồ xương như là chân cẳng đồ thì không ăn, đồ lòng thì hạn chế, phần lớn thì không ăn đồ lòng mà trừ có gan gà gan ngỗng đó thì đôi lúc họ ăn. Còn xà lách thì họ ăn thường xuyên, khoai tây thì luộc làm xà lách hoặc là cắt lát lát là chiên áp chảo cho nó vàng rồi ăn với thịt, thường họ ăn thịt heo ức gà chiên hoặc là nướng đơn giản lắm. Còn một phần là xà lách họ ăn xà lách không có nhiều như mình, họ ăn có một vài miếng cà chua dưa leo rồi họ để một góc để trang trí thôi, chủ yếu là họ ăn phần lớn là nước sốt Die Deutschen essen sonst alles. nha. Chủ yếu là gia vị họ đem rất là đơn giản, món nào ra món nấy. Dù cái món thịt chiên thì họ chỉ để tiêu muối ha, còn cái món khác thì họ phải để đúng vào gia vị của cái lòng súp cái gì á thì mới đúng mùi. Thì sống một thời gian thì tìm hiểu cái tập tục tập quán ăn uống của địa phương thì sẽ tìm ra được cái chung, mỗi vùng nó có một điểm khác nhau chứ không có nhất thiết là vùng nào giống vùng nào, không có khó đâu. Đàn ông Đức á, thì ăn uống với họ thì họ đơn giản, rồi họ dù mình nấu không được thì họ tự họ nấu không được họ đi mua ở siêu thị về ăn chứ không có quá khó khăn. Cầu toàn nha. Riêng ăn cái salad này để cho no bụng trước. Das ist Nachtisch, ne? Tôi nấu bít phết đi. Schmeckt auch gut. Hôm nay mình nấu chè đậu xanh với nha đam. Doch. Smack nhé. Bisschen kann smack besser nhé. Ist schon kalt, ne? Nha. Chè nấu nóng rồi nhưng mà nó chưa đủ lạnh. Cái nha đam mình có hai nhánh, ít quá cái Nguyên nấu thêm cái cầu trong á, cái Nguyên cắt vô cho nó giòn giòn ăn cho nó ngon. Alles sehr schön. Denke, das schmeckt mir nicht. Bisschen hart. Doch, ja. Die Fleisch, ich habe schon ein bisschen hart. Nicht von mir. Nicht von mir. Mình không có làm thịt, do mình làm cứng mà cái thịt này mình mua về sao nó bị hơi khô. Oh, viel zu viel schaffe ich alles gar nicht. Ja, la Meine Kartoffeln schaffe ich auch gar nicht. Zu viel aufgemacht. ich habe schon einmal ein Stück für dich, und du machst zwei Stück. Eins hätte auch gereicht. Nó mặn quá thì ngon. Thấy gì nó có mặn, Nguyên làm nhạt lắm. Có nước tương nhạt thấy không? Có tương ớt, miếng giò hào vô. Mà chủ yếu là mình phải xử lý cái nấm này cho sạch, bớp xả ngâm hoài. Chừng nào vắt cái nước nó hết cái màu vàng á thì nó mới hết cái mùi hôi được. Chứ nhiều người ăn cái mùi này ta không có chịu hôi lắm.
Hôm sau Quyên thích áo bà để Quyên đặt mua vài cái nữa khác bông mà. Mua có hai cái năm rồi à. Dạ vâng bác. Cái thau xà lách này là Quyên ăn tới chiều đó. Một ngày là Quyên cũng làm một cái thau này từ sáng đến chiều Quyên ăn. Bữa này rau này bữa rau kia, tại vì ăn chủ yếu là quyết tâm phải ăn để cho nó giảm cân chứ quá trời ăn nhiều quá mập quá à. Giảm cân mà vẫn ngon miệng nha. Xà lách này nó món ruột của em, mấy món này ruột mà chè, tại vì lâu quá không ăn chè, cái thành chè cái này ông cha Quyên rồi đó gọi là ăn chè thưng á, mà chè này phải ăn nóng, chè thưng phải ăn nóng ăn là nó có thêm cái bột khoai mấy cọng bột khoai ông để vô nó mới ngon, còn Quyên không có, không để rau câu với để nha đam vô. Heute scheint die Sonne richtig schön, Ja, aber im Rausen Verein, so wie so noch Verein. ne? Noch ein bisschen Eis. Ja, mấy cái nước nó động thành một lớp đá dày à. Thấy trời nắng đi nó còn lạnh lắm, ngoài lạnh đá nó dày chưa tan. Tính ra làm cỏ lắm mà thấy lạnh quá à, lạnh quá bệnh mất công á. Thôi để cho nó bớt lạnh xíu làm cỏ chứ bệnh rồi nó không có đi vô bệnh viện sợ. Eat an Ja, Kartoffeln schaffe ich gar nicht mehr. Ngon quá trời ngon. Schmeckt ja. Wie heißen die Pilze dann? Tự nhiên quên này, nấm này tên gì quên này. Cái nấm này tên là Evasionic Makronen, ne? Shiitake. Shiitake-Pilze getrocknet. Kenne ich nicht. Ông xã Quyên không có biết Getrocknet. nấm này. Cái này giá Quyên mua 100 gram à. Còn nó bán ký là tới 38 euro một ký. Ai kilo là Akhundrasi đưa chốt là ai kilo. À bị hấp luôn ai mà gram khấu khâu anh. Smack, xe bút. Xe rồi rồi nhá. Để mà ăn ngon thì mình mua thêm cái túi lớn nó 38 euro một Und wo gekauft denn? Amazon. I give Aha. him supermarket, give our vision toy. Im Real gibt das bei Asia Lima Meter. Ach so. Lima Meter. Lebensmittel. Hast du einen Löffel oder? Na, quên nó nói nữa. Cái người ta sẵn nói luôn, người Đức ăn ví dụ cái món nào thì ra món đó, dù đồ ngọt thì ngọt, còn món mặn không có nêm đường, họ phần lớn là nêm muối với tiêu không à, đừng có nêm. Tại vì Quyên người miền Tây ăn hơi ngọt á, nhiều lúc đi nấu hơi ngọt cũng sao ăn quá được, do đó tùy theo món mình điều chỉnh lại, giảm lượng đường lại thì người Đức sẽ ăn được.
Das Beste kommt zum Schluss. Anh nói cái món này là ngon nhất. Was ist das? Achso, hast du schon geschnitten, ne? Alle. 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 Und hier? Das Aloe Vera. Hallo, hallo. Hallo, ja. Hallo, wer bei uns? Pflanzen, ja. Wie immer. Habe ich auch drin hier. Ja, unsere Pflanze. Ach so. Qua mấy năm nó trồng cây nha đam mới được ăn chè đó. Hồi đó trồng nhiều chết nhiều. Đâu có tìm hiểu đâu. Trồng cũng tưới nước á, có đợt tưới nhiều, tưới ít, tưới nhiều nó chết, đâu biết. Giờ biết rồi, không có chăm sóc nó nhiều nước á thì nó mới sống. Tại cây đó là nó mà tưới nước nhiều nó chết, úng nó chết. Ghiền cái này quá cho ghiền ngon quá. Không biết sao diễn tả nó ngon. Cái này tính ra cũng mắc chứ bộ 38 euro một ký thì khoảng cây. Cả như gần cả như 25 tỷ giá mà 25 thì 40 đồng đó, thì khoảng 1 triệu. Thì cái này tương đương cũng cỡ đó. Nhưng bột này mua 7 đồng. Ờ 7 đồng tới là 6 đồng mấy thì 7 đồng như là 60.000 60 euro ký. Taxi yes it makes sure. Ai Honda ai Honda ram hết. Trời ơi double kilo. Kilo up on rice. When here ai Honda ram. Not on a fair zero. 7 euro plus? Ja, 7 euro. Ja, dann 70 Euro. Ja, das vorher. Lieber kaufen 1 Kilo. Ja. Genau. Das schwarze sind Bohnen und das grüne sind Bohnen hier, oder? Auch Pilze. Nấm mèo. Wie lange bỏ nấm không? Das Pilze. Peace or peace? We don't know. Bitte. Oh, ich bin nicht da. Dankeschön. Na, oder nicht, wenn man die Kau ein Kilo besser einer und der Gamme. Ja, ja. Genau. Wie schmeckt dir? Schmeckt wir essen wenig Fleisch, essen nur Peace besser. Das ist besser, ja. Ông xã ơi nói là để mua kilo để ăn thay thịt, không ăn thịt nữa, giảm thịt lại. Das ist das Kanto, das danke. Ja. Danke fürs Schauen. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn. Quyên xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và đồng hành cùng Quyên. Nếu mà thích video của Quyên thì bấm cho Quyên nút like, nút đăng ký để đón xem những video tiếp theo của Quyên nha. Ông khoái bộ đồ này ông vuốt ve hoài ông ơi. Mắt rồi đó xưa ghê. Quyên chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. So, danke schön.